Đây. Như cái này nè. À tôi làm thành tôi làm. Cho tao thành luôn nè. Bất ngờ chưa bà già? Đẻ chưa? Tôi làm. Hay không? Rồi. Lấy cái kéo đi chị thấy là con vui không vui, thích quá đúng không? Nhóm nhạc yêu thích của Như hay không? Ủa sao không vô cảm xúc luôn rồi, mừng quá vô cảm xúc luôn rồi hả? Tối nay ngủ không được luôn hả? Tối nay ôm mấy người đã ngủ luôn. Con cá con có được chơi nha. Nhóm nhạc yêu thích của Như. Mày sao không nói nữa là không nói gì hết luôn vậy? Con mở ra đi. Thành cái siêu tập giống. Không biết. Thì ghép của gì Linh? Đúng rồi. Ủa bộ siêu. Đâu có cần phải đi mua bánh chi mà tìm hình đâu. Bây giờ có cả ngàn tấm hình luôn rồi. Đâu cần phải đi mua hộp bánh cần cả trăm ngàn để kiếm được cái hình vậy đâu. Cho em nhớ rồi để Linh sưu tập cho con luôn nha. Cái này đâu phải là thẻ chơi đâu. Đó, chị cho gà, cảm ơn chị đi. Rồi mơ gái rồi đó, mơ gái rồi. Cho con nữa hả? Đẹp quá, mơ quá hả? Thần tượng nữa. Không nói Linh lời nào hết vậy? Hả? Đánh kêu không hả? Khoan. Cái tiệm trước trường con hình như cũng có đó. Phải không? Bữa trên kia con cái vô tiệm, đúng không? Cái tiệm này. À. Phải không? À. Trời ơi, con mê quyển sổ này nhất nè. Đó, trên lựa quyển sổ cho con. Cái đó. Còn tới mấy quyển à? Thì mai kia lựa cái tên khác. Có cái sổ Adidas á. Mà này cho con lên con lựa chứ trên đâu có biết con ấy nào, nó nguyên một cái nhà luôn á. Ủa sao mà nó kỳ quá vậy? Cái đó cái bao của ngoại con. Ai đấy đẹp hết trời luôn. Con thích người nào? Đây nè. Tên gì? Rốt xé. Râu đúng không? Ừ. Chị Mai Kê cũng thích râu. Nè râu đây nè, râu này nè. Chị Mai Kê cũng thích râu. Con thích râu. Yeah. Chị nói là trong ai chị Mai Kê cũng thích hết á. Nhưng mà Linh hỏi là ủa vậy con thích ai nhất? Chị Mai Kê nói là con thích râu. Con cũng thích râu nhất. Biết sao không? Chị Mai Kê kêu mấy Nhi in cho một đống ở trên đó, mấy Nhi in luôn á. Rố mẹ đẹp á. Trời ơi mẹ mơ mà không sống mơ mẹ đi. Trời ơi đó, tối nay ôm ngủ luôn.
Tim phải làm cái quyển này của mẹ, hình của mẹ cho Như ôm chứ. Như không thể nào mà thay thế những cái người này được. Mua cho con sưu tập nhưng mà là cũng phải ôm hình mẹ, biết chưa? Giống như Tấu anh Thành nó ôm hình con nó ngủ luôn vậy đó. Rồi. Rồi rồi sao? Rồi nên con cảm ơn Trinh rất nhiều. Con sẽ tối nay con sẽ dành một buổi tối cho con soạn mỗi người đi ha. Trước khi con soạn là con phải làm bài hết cho Trinh xem con mới soạn. Làm bài chuẩn bị thứ hai thi rồi. Ok, ok, ngày nay chơi một ngày rồi. Ok. Mình phải hoàn thành xong rồi mình chơi tiếp. Ok. Đi rồi, đi lên làm bài được chưa? Tắm đi con, tắm đi.